Ly hôn cách đây 10 năm rồi. Dạ. Hiện tại thì vẫn còn độc thân. Nhưng mà trước hết là mình cũng cảm ơn cái bạn đã đồng ý hẹn hò với mình đến đây. Tại vì mình đã có hai con rồi, mình lớn tuổi, mình nghĩ không có ai đồng ý chấp nhận hẹn hò với mình. Cho nên mặc dù 10 năm qua rồi mình vẫn ở vậy, cho mình rất là vui. Trời ơi, chị sinh năm 80 là cũng không có lớn đâu chị. 42 tuổi rồi. Trời ơi, nhưng mà với cái giao diện này là đúng rất rồi. Là trẻ. Nhưng mà không biết sao mọi người cứ nhìn thấy mặt mình đó, mình chưa có người yêu, bạn trai người ta không có tin. Đó. Thậm chí mình đăng lên tấm hình rất là nhiều like, người ta nói là mình mà không có bạn trai không có người yêu người ta không tin, cho nên ế thì về luôn. 10 năm qua không ai dám tin mình hết. Vậy đó hả? Cho nên mà hôm nay mình lên chương trình để cho mọi người thấy rằng mình vẫn ế. À, mình tên là Lưu Thiện Triểm, nghề nghiệp của mình là sản xuất bột ngũ cốc 29, mình đến từ Phú Yên, sinh năm 1980. À, chào anh Việt Linh. Chào em. Em rất là vui được gặp anh ở tại chương trình này. Cảm ơn em rất là nhiều. Em là làm việc ở đâu? Dạ, em là làm việc tại Phú Yên. Em là cơ sở sản xuất bột ngũ cốc nguyên chất 29. À, người từ Bình Phước đến một người từ Phú Yên tới luôn. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì Quân? Em thì khuyết điểm thì nhiều lắm anh. Em nói một cái gì đó mà người ta không làm theo hay là không làm đúng theo á, em hay nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Khi mà người ta đã làm rồi là xong rồi thôi. À. Mà chưa làm xong mà chưa. Mà nhắc hoài đúng không? Nói hoài, nói hoài. À. Nhiều khi ta không thích làm như vậy thì sao? Dạ, bây giờ công việc của em ví dụ khi bạn nó muốn làm gì khác đó ngoài đó đi, không có em đó đi. À. Ví dụ em nói em đi tác nghiệp đi. Ừ. Khi mình làm mình phải nhanh nhẹn hoạt bát này. Ừ. Thời gian ví dụ nhà trai dưới cu đô chuẩn bị lên xe hoa rồi, mình để ở đây mà cứ ngồi làng tèng là không được. Đúng rồi. Mình phải nhanh nhẹn hoạt bát, mình phải lấy cái này tay này chụp, này tay kia chụp. Ưu điểm là gì? Ưu điểm em thì em khá là nhiệt tình, nhanh nhẹn, sôi nổi, hoạt bát. Mời nhà gái. Cảm ơn nhà trai. Nhà gái nói về ưu điểm của mình nè. Dễ thân thiện với người lạ, rất là vui vẻ, hòa đồng. Cái khuyết điểm của mình là hay sợ mấy cái con rắn, con sâu rồi vậy. Rồi đi tàu xe hay bị ói khiến những người khác không có cảm thấy thoải mái vậy. Bây giờ mình cho biết đường tình duyên của mình sao đi. Em thì vợ chồng em chia tay được 9 năm. Em có một bé gái, bé ở với em. Bé em năm nay 12 tuổi anh. Mình lấy nhau bao nhiêu năm? Dạ, 7 năm sau thì vợ chồng em chia tay. Nhưng mà chắc cũng có việc gì căng thẳng lắm ấy. Dạ, chắc lúc đó thì vợ em cũng còn trẻ quá, đâm ra lúc đó cũng hơi bồng bột. Nhà gái mình thì thế nào chị? Ly hôn cách đây đã 10 năm rồi. Dạ. Thì hiện tại thì vẫn còn độc thân. Nhưng mà trước hết là mình cũng cảm ơn cái bạn đã đồng ý hẹn hò với mình đến đây. Tại vì mình đã có hai con rồi, mình lớn tuổi, mình nghĩ không có ai đồng ý chấp nhận hẹn hò với mình. Cho nên mặc dù 10 năm qua rồi mình vẫn ở vậy, cho mình rất là vui. Trời ơi, chị sinh năm 80 là cũng không có lớn đâu chị. 42 tuổi rồi. Trời ơi, nhưng mà với cái giao diện này là đúng rất rồi. Là trẻ. Nhưng mà không biết sao mọi người cứ nhìn thấy mặt mình đó, mình chưa có người yêu, bạn trai người ta không có tin. Đó. Thậm chí mình đăng lên tấm hình rất là nhiều like, người ta nói là mình mà không có bạn trai không có người yêu người ta không tin, cho nên ế tới về luôn. 10 năm qua không ai dám tin mình hết. Vậy đó hả? Cho nên mà hôm nay mình lên chương trình để cho mọi người thấy rằng mình vẫn ế. À, hay quá. Nhưng mà sau chương trình là mình hết ế. Hy vọng là hôm nay mình sẽ thoát ế. 10 năm rồi. Dạ, từ năm 2013 đến giờ là 2022 là đã 10 năm rồi. 10 năm. Dạ đúng rồi, 10. Tức là không có một mối tình nào. Cứ nhìn thấy mặt mình là nói như mình không có người yêu, không ai tin. Kỳ lạ vậy. Hình như là hai cái chữ dán lên có người yêu, có bạn trai hay sao trên mặt hay sao. Rồi bây giờ mình muốn có người yêu thế nào nè? À, em thì có quan điểm của em thì có một người bạn nam rất là làm ăn giỏi. Thứ nhất, thứ hai là biết quan tâm đến gia đình, mọi người xung quanh mình. Chung là có nhà ở thành phố thì càng tốt, mà không có thì cũng được, từ từ mình sẽ làm sẽ có. Em không thích điều gì ở đàn ông nhất? Em ghét nhất ở đàn ông là cái điều bài bạc. Nhậu chút chút thì được. Tại vì chồng của em trước kia là bài bạc cho nên em không thích. Chồng em có quan tâm chăm sóc em không? Là bài bạc, không có thời gian đâu quan tâm em anh. Thiếu quan tâm đúng không? Dạ. Có bao giờ mình quên quan tâm tới vợ mình không? Dạ có anh. Thật ra cái này cũng đúng là nguy hiểm đó. Nó quan trọng lắm. Quan trọng vô cùng luôn. Cuộc sống đâm ra nhiều lúc mình cũng không phải cố tình muốn bỏ bê vợ con hay là gì đâu, nhưng mà cuộc sống công việc đưa đẩy thì nếu mà anh nghĩ là người vợ mà thương thông cảm hay gì thì cũng là không sao. Mình nếu mà mình nhận ra điều đó trước á thì mình sẽ quan tâm với vợ nhiều hơn. Còn hoặc là vợ biết cái điều đó góp ý với đàn ông thì nói anh vậy đó, tại sao anh vô tâm mà không quan tâm đến em, thì mình có thể sửa được. Nhưng mà nếu như mình không nhận ra thì nó sẽ đổ vỡ. Bởi vậy giá trị của những người một lần đò là như vậy đó quý vị. Họ sẽ có kinh nghiệm hơn trong cái vấn đề yêu đương, kinh nghiệm hơn trong cái vấn đề cư xử với nhau trong cuộc sống vợ chồng. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng về một người phụ nữ tương lai của anh là như thế nào?
Đầu tiên thì nói chung chỉ đạo đức mà sống mình có hướng nội hướng ngoại chút xíu, vừa nội vừa ngoại và lanh lợi chút xíu. Có chiều cao rồi hay là mập tròn hay là thế nào không? Không anh Linh, em cũng không ấy lắm. Nhưng mà bên đây ngoại hình cũng ok lắm á. Ngon chết. Giao diện tốt à, hình ảnh tốt. Vậy mà vẫn ế đúng không? Dạ, vẫn ế 10 năm rồi chứ. Bởi vì mấy người ta nhìn nó, cô này đẹp quá, xinh quá, dễ gì cũng không có bồ, cũng nó xạo quá. Thì anh nói đúng đó, à. Vậy. Cho nên em mới ế. Để. Cho nên hôm nay em mới lên đi mong rằng thoát ế đó anh. Bây giờ em muốn là một mẫu hình một người chồng tương lai của mình phải như thế nào? Cao to, không cần phải đẹp trai, bình thường. Nói chung là phải vui vẻ, hòa đồng, tốt tính. Mọi người phải có tâm một chút. Mình hỏi người thân cái đã. Anh đi với ai? Anh đi mình. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với em trai. Chào hai chị MC. Xin chào khán giả trường quay cũng như là hàng triệu khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Huân. Thì mình là em trai của chị Triểm. Hôm nãy giờ hai anh chị có trao đổi á, phía nhà trai á thì cũng khá là ok. Hôm nay á, hai anh chị đã dành thời gian đến đây thì coi như mình cũng đã có cái duyên với nhau rồi. Thì hai anh chị nói chung là mình có thể cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu. Tại những phút ngắn ngủi trên truyền hình, nó chỉ là một thời gian ngắn thôi, nó không sâu ấp hết được khả năng của bản thân. Còn việc quyết định thì sẽ phụ thuộc vào phía chị cũng như là phía anh. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn. Thôi, bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Chào anh. Đến chương trình thì em cũng có món quà tặng anh. Trời ơi. Cái này, món quà này là ngũ cốc nguyên chất phai 19 là nhà em sản xuất. Em là chủ cơ sở sản xuất cái này luôn. Rồi. Em bao nhiêu tâm tư, tình cảm và nguyện vọng em đều gửi hết cái ngũ cốc này. Hy vọng anh uống cái ngũ cốc này anh sẽ nhớ đến em. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Nhưng mà anh sorry em là anh cũng vội vàng quá, anh chưa kịp chuẩn bị quà cho em được. Nhưng mà anh hứa là sẽ có lần sau anh sẽ bù đắp lại cho em mất nhiều lần hơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Nãy giờ thì trao đổi qua lại thì em cũng biết sơ sơ về anh rồi. Nói chung là ai đến cái chương trình hẹn hò này, ai cũng có cái mong muốn là tìm một người bạn để mà chia sẻ những khoảng đời còn lại, không còn trẻ nữa. Em ngồi 40 anh cũng hơn rồi. Đó, thì bây giờ gặp mặt em thực tế thì anh cảm thấy em như thế nào? Có thể mình tiếp tục tìm hiểu hay là đi xa hơn? Thực ra thì anh thấy em cũng rất là dễ thương. Không ngờ hôm nay được gặp người dễ thương như em ở đây. Thời gian vì trên truyền hình cũng có không có nhiều thời gian. Mình cũng không thể nói nào hết được. Nhưng thôi thì mình cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và nếu mà được nữa thì mình sẽ đi xa hơn. Những cái mong muốn của anh, ví dụ tìm hiểu một người bạn đấy, mong muốn anh sau này anh định cư ở đâu và anh sống ở đâu? Hiện tại là anh ở Bình Phước. Anh Bình Phước. Sau này ví dụ anh có gia đình hay là anh vẫn sống ở Bình Phước? Anh nói chung mình rất làm ăn mà, chỗ nào mà ok thì anh vẫn sẵn sàng đầu tư. Ví dụ em có mong muốn là ví dụ mình có thể lập nghiệp ở Sài Gòn được không? Được. Bây giờ em muốn có một căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Hiện tại là em nuôi hai đứa con đó. Chứ anh không ngại rằng là em một người phụ nữ nuôi hai đứa con, anh không ngại à? Anh nghĩ là nếu người phụ nữ mà nuôi hai bé thì rất là bản lĩnh, rất là giỏi. Vì để trong cuộc sống lo cho các bé như vậy thì cần phải người có tài, có giỏi thì mới lo cho các bé được. Anh nghĩ là điều tốt mà. Cảm ơn anh. Chứ thực sự 10 năm qua em thấy mọi người đàn ông nhìn vào thấy em nuôi hai đứa con ai cũng đều sợ hết. Đúng rồi, sợ đấy em. Đúng là sợ. Thấy là hai đứa con người ta sợ lắm. Bây giờ Quân tới nắm tay bạn gái hát tặng bạn gái một đoạn em nào đó. Em biết hát anh Linh ơi. Hay là nói những cái suy nghĩ về bạn gái. Đúng rồi, hai anh chị nắm tay nhau. Tay kia nữa. Tay này nè. Đó rồi, hai anh chị nhìn nhau đi. Thì em thấy em giới thiệu cái sản phẩm ngũ cốc của em đúng không? Dạ. Rất là khôn khéo mà rất là... Bình thường anh có thể là không thích uống cái đó lắm. Nhưng mà chắc từ nay đi em nghe giới thiệu chắc là em sẽ uống nhiều hơn. Chúc em được làm ăn gặp nhiều thành công hơn. Rồi, ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Anh có hát bài nào tặng anh không? Anh có thể hát tặng em một bài được không? Anh không khoe hát lắm. Để thôi anh đọc thơ. Anh không yêu thơ. Vậy bây giờ em có một bài thơ em đọc tặng anh. Nếu mà ai mà hiểu được cái bài thơ này sẽ có, nó hay và có ý nghĩa. Thời gian về ngang cửa, lặng lẽ chẳng ai hay. Bỗng một hôm tóc bạc mới nhận ra tháng ngày. Có hiểu câu thơ này như thế nào không? Anh nghĩ sao câu thơ này anh Linh?
Em nghĩ chứ anh nghĩ chi? Không có, anh người ngoài sáng hơn em à. Bây giờ là đầu óc người ta chỉ nghĩ tới chuyện bấm nút để dắt nhau đi cà phê thôi. Người ta không có nghĩ ra được cái ý nghĩa của bài thơ đâu. Nên là giúp người ta đi. Em phải để ý người bên cạnh em quan tâm người đó. Nếu em chỉ cần xa, không quan tâm họ, chỉ một thoáng thôi, tóc em đã bạc rồi đó. Không còn cơ hội nữa đâu. Mày phải vậy không? Phải với bạn không em? Cũng gần giống. Vậy hả? Như mọi ngày thì mình cứ đi về, mình không có nghĩ đến thời gian. Nhưng mà khi thời mình nhìn lại tóc đã bạc rồi, con người mình đã già rồi. Hãy quan tâm những người thân yêu của mình nhiều nhất có thể, để một mai không còn cơ hội để quan tâm nữa. Nhìn lại tóc đã bạc rồi. Đúng rồi, không còn thời gian để quan tâm nữa. Rồi, thôi trở vị trí các anh chị. Hai anh chị sẽ có một khoảng thời gian nhất định để suy nghĩ về điều này nhé. Và sau khi Ngọc Lan đếm tới tiếng thứ 3 thì anh chị sẽ đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Rồi mời chị. Nắm tay vô, nắm tay vô mới chụp hình đẹp. Hết ế chưa? Hết ế rồi đó. Chị nói đi chị. Chị nói với bà con, xóm, làng, bạn bè, Facebook. Chị nói đi chị. Hôm nay mình đến chương trình mình đã thoát ế rồi. Hy vọng là bạn nào ế cứ tìm đến chương trình và muốn hẹn hò sẽ thoát ế. Sao em vậy, em không thích điều gì ở bạn trai em nữa. Thấy điều mà em không thích nhất thì là mẫn nguyện. Rồi thấy cặp này ta khỏi làm mai đi, thấy không được rồi đó. Sao nói dữ vậy? Em thóc xô hả? Dạ. Bây giờ mục đích chính là nói hay mục đích chính là kim tìm bạn gái? Thầy khá gì? Mà nói nhiều là không tìm được bạn gái. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Thủy ạ. Dạ. Thủy năm nay bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi ạ. Thủy đang làm gì? Em đang làm kế toán tại phòng khám nha khoa Tâm Đức ạ. Cảm ơn bạn. Xin mời bạn Nam. Chào em. Em chào anh Quyền Linh. Rồi. Em chào chị Cát Tường. Dạ, em tên là Hồ Quốc Hùng, năm nay em 27 tuổi. Em làm ở đâu? Dạ, em đang công tác tại ngân hàng Standard Chartered, ngân hàng tài trợ cho Liverpool đó anh. Dạ. Bạn quê ở đâu? Dạ, em là người ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, em sinh ra ở đây. Dạ. Nào vậy? 27 tuổi. Dạ vâng. Chưa có người yêu? Dạ đúng rồi. Có không? Dạ, hồi trước có, giờ không có anh. Trước có, dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua cũng 2 mối tình rồi. Dạ. Mối tình gần nhất đây là lúc nào? Dạ, cách năm mối tình gần nhất của em là năm ngoái. Năm ngoái? Dạ. Gì mới của năm ngoái thì mình đi tìm yêu nữa rồi hả? Em 27 tuổi rồi, chia tay cả năm rồi anh. Cũng phải có bạn gái chứ rồi lập đúng rồi để cho người ta có cơ hội người ta kiếm ăn chứ. Cũng quên kiếm người bạn đời chứ. Lộn. Em mục đích hôm nay đến đây là đã có quyết chí là tìm bạn trai chưa? Dạ rồi ạ. Theo em thì mình nên tìm hiểu trong khoảng thời gian bao lâu là vừa đủ? 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm. Dạ. Được là làm luôn. Ha. Đây bên này cũng muốn lắm rồi đó, bên đây là 27 rồi đó. Mà quê em ở đâu? Dạ quê em ở Ninh Bình ạ. Em muốn người bạn trai của em là người như thế nào? Người bạn trai của em thứ nhất là cao từ 1m65 trở lên, dáng thì phải tròn trịa giống như là ca sĩ Khánh Phương ấy. Tại sao vậy? Ủa sao vậy? Em không thích mấy người con trai mà ốm yếu. Tại vì trước giờ em gặp mấy người đó là em thấy không có cảm giác nữa. Không có cảm giác gì hết. Cảm giác là cảm giác sao em? Tại vì không, tim mình có bị có đập gì. Dạ. Tim đập là lúc mà gặp mấy người ốm yếu là coi như là tim ngừng đập luôn. Theo bạn thì đập ốm hay là tròn trịa? Em ốm. Ủa? Cao không tới 1m65, có 1m62 à? Vậy thì chưa hợp lý với yêu cầu bên kia đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn thấy sao? Nhưng mà đôi khi bạn nó nhìn em, bạn nó thích rồi sao? Nhiều cái nữa, nhiều yếu tố nữa. Còn nhiều cái đâu phải là ốm đâu. Mình đặt điều kiện ra như vậy chứ thật ra đôi khi mình gặp cái mình thích ai biết được gì đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi điều kiện của bạn là như thế nào? Em nhìn em thích là em thích rồi. À, còn mập ốm không quan trọng. Dạ đúng rồi. À, trời dạ. Hỏi em là em có những cái tật xấu gì không? Xấu em có một cái tật xấu à. Em thích hát karaoke đó mà em hát dở hình. Bây giờ em hát thử cái câu anh nghe coi dở cái nào. Hả? Em hát thử cái câu anh nghe coi. Hát cải lương đi. Rồi cải lương đi. Giọng cổ dở đâu sơ tôi hòa đi. Rồi, làm luôn. Hát ba hơi một câu. Ba hơi. Sao dữ vậy? Tiếng hơi ngắn quá rồi hát dở mà. Rồi, chơi luôn. Trời ơi. Bởi xa khơi giữa chiến trường khó tiến nên giỏ động sơ để đành chia tay vĩnh viễn bạch thu
Cái chữ Hà nó mém rớt lại phía sau rồi đó. Nói chung là hát hay mà hay hát, hát bài chắc chắn ngon thôi. Em có kỷ niệm nào mà bí mật rồi đó giờ chưa dám nói với ai không? Có mà bây giờ em xe cho đây em sợ lắm anh. Không kể đó, kể nó nhầm gì đâu, bí mật gì vui vui mình kể cho bạn kia ấn tượng chơi. Anh biết rồi, em thích gì mình hay chơi. Rồi. Về quê của bạn em á, cái em đi nhậu với bạn em xong á, về cái bị lọc xuống cầu cá tra. Thôi rồi bạn em lâu em chuyện lên nhà rồi. Em cười đại đi chứ em cười miếm miếm vậy em thoải mái lên đi cưng bên kia quăng quá rồi mình thoải mái lên đi em còn sợ gì nữa chứ. Còn bây gì giờ, nữa gái đủ rồi anh rồi như đó bạn đó nhớ rồi đó bữa gặp em là thấy thú rầm rồi đó dịch tới tật xấu của em đi tật xấu gì không tật xấu của em là nhiều khi nó hơi nóng tính á bây giờ em không thích cái gì á người đàn ông để chị qua chị coi bên kia có đủ hết rồi cho về luôn nhất là ở nhiều ạ nói nhiều nãy giờ biết rồi quá nói nhiều luôn rồi cái thứ hai về chuyện tình cảm thì không có nghiêm chỉnh có một cái gì đó em thấy người bên kia nãy giờ em thấy có nghiêm chỉnh không cảm nhận đầu tiên của em thấy nghiêm chỉnh không em thấy là anh vui vẻ thôi chứ chuyện tình cảm thì em thấy là như chưa có sâu sắc ta hài hước chứ đâu có gì đâu mà ảnh hưởng tới chuyện tình cảm đâu để nhận định một người về chuyện tình cảm là cả một quá trình mà quen nhau rồi tìm hiểu rồi xem xét như thế nào từ cái cách nó ăn nói cho cách sống ra sao bản thân em không dám nói em là người sâu sắc trong tình cảm nhưng mà em chưa bao giờ em đùa giỡn trong tình cảm hết đúng rồi ở đây người ta đang phỏng vấn cảm nhận đầu tiên ông à em đang chia sẻ với anh Minh bên đây mà đâu có nói rõ đâu sao em giờ em không thích điều gì ở bạn trai em nữa cái điều mà em không thích nhất thì là nói nhiều rồi thấy cặp này ta khỏi làm mai đi thấy không được rồi đó sao nói dữ vậy em khóc xô nữa khóc xô hả dạ. Bây giờ mục đích chính là nói hay mục đích chính là kim tìm bạn gái hai cái gì mà nói nhiều là không tìm được bạn gái chưa chắc tùy chứ đâu phải tôi quyết định luôn trời tôi quyết định của người ta có nhiều cái thôi đứng lên coi 1m62 thì không có trả giá được không đẹp trai à trai à tiếng nguyện mà em 1m7 đấy chị chứ không phải 1m62 nãy em có giỡn á đó thấy chưa không nghiêm túc trong tình cảm ủa không phải tình cảm đâu chị em người ta nói mẫu người ta thích là 1m65 mà em 1m7 rồi em thách đố người ta em nói 1m62 anh đứng về phía em ta có quyền nói chơi cho vui còn gì chưa gặp mặt mà đúng không có gì đâu phải ngay từ đầu mình phải nghiêm túc người ta phải hài hước cho cuộc sống nó vui không thấy vui được bên kia căng thẳng đang nhìn ngồi tới mặt tới me tới mét kìa bên đó hơi căng người ta nói chuyện cho thoải mái kìa đã ta lên ta tìm hiểu cho kiếm chồng mà tự nhiên vô còn giỡn nữa giỡn mới vui đúng không em giờ đúng em thích vui em thích trai em thích gái hả chị nhìn em sao rồi em giỡn đi em giỡn đi em thích trai em thích gái em là cực men luôn á vậy là em nói giỡn đúng không em thích gái không em nếu ai gặp anh nó đừng quỷ sứ vậy cái nào là thật cái nào là giả thì chị cho nào thiệt em nói cho nó thiệt bây giờ thích trai phải không thử trai đúng rồi rồi hòn chị hả em chúc mừng em nha chị thấy có tiềm năng lắm đó chị thích em rồi đó cô này không hốt chị hốt cảm ơn chị ừ hốt về là cái lộn á hai người này là có như khắc khẩu nhau nè thiệt chứ bộ chị không có lời nào để nói thì em tự quyết định đi chứ chị là chị thấy chị hốt rồi đó dạ. Nhưng mà nãy giờ anh hỏi thiệt nè em có thích là em lấy vợ người Bắc không dạ cái đó bình thường anh em đúng không đúng rồi giọng bên kia rất ngọt ngào dễ thương đúng không Ninh Bình có chùa Bãi Đính rất là lớn à, có khu du lịch nói thiệt với anh là em không biết Ninh Bình nằm ở đâu luôn. Trời ơi cái này nói thiệt nè cái này không có giỡn em nói thiệt người em nói thiệt lắm em không có xạo em không biết Ninh Bình nằm đâu hết em nói thiệt Ninh Bình nằm đi chút xíu tới Thanh Hóa tới Hà Nội ha dạ. À, Ninh Bình là đẹp lắm có chùa Bãi Đính cực đẹp luôn dạ. Nha có Tràng An rất là nổi tiếng được thế giới công nhận luôn á nha thành ra là đi về Ninh Bình đi cưng dạ. Để coi bên đây làm sao hello dạ. Nãy giờ từ hồi xanh lét rồi đó thấy không xanh lè đâu vậy đó mày ấn tượng nha ấn tượng như mái tóc đó em dạ anh nghĩ rằng rất được dạ. Bạn bên kia dễ thương lắm được đâu mà được thôi. Nói nhiều người ta không thích nói nhiều mà được đừng chị nghe chị Cát Tường nha dạ cảm ơn anh anh thấy ok đó dạ anh thấy tính em cũng hiền mà gặp anh này thì anh sẽ gọi là bù qua sức lại thì coi như nó cân bằng ok nha dạ. Hứa với anh đi nha. Tôi chưa thấy mặt không được ạ hả hứa đi dạ không được ạ thôi đừng có ân hận nha bên này bảo đảm là 100% nó được đó chịu đi chị ngon lắm rồi và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất kéo màn lên để cho hai bạn trẻ chưa gì nữa kìa dễ thương lắm tại cho anh đi chịu đi anh khoái
Em chịu đi, anh đứng ra làm lo hết trơn ha. Rồi. Lo gì? Anh lo gì anh? Em muốn lo gì lo đó, được á. Nha. Rồi. Về Ninh Bình để rủ anh đi nha. Kéo màn. Kéo màn lên. Hai phút. Bắt đầu. Dành nói hết luôn nè, biết mà. Thường em có thường em rảnh em làm cái gì? Em thích đi uống cà phê hoặc đi xem phim, nghe ca nhạc gì đó. Yeah, nhạc sống á hay em? Nhạc trẻ á. Nghe anh hát á. Anh hết nghe nhạc cải lương với nhạc sến rồi. Nghe anh nhìn anh hiện đại vậy chứ trẻ trung thật ra anh thích nhạc sến luôn rồi. Nghe tài cái nhạc hồi xưa. Mà nãy giờ em có nhìn kỹ anh chưa? Dạ kỹ rồi. Đúng không? Kỹ đi. Dạ kỹ rồi ạ. Dạ, nãy anh đứng vậy anh giao bông cho em thì anh không có gái cao mét 62, anh cao mét 7, anh nặng 65kg. Yeah. Đúng chuẩn người Việt Nam luôn em. Yeah. Không hốt là chị hốt đó nha. Em cứ nhìn thẳng vào mắt anh đi. Em có thể hỏi anh một câu được không ạ? Thôi em hỏi đi, hỏi 10 câu anh cũng trả lời. Anh biết anh trả lời hết. Em không thích con trai nói nhiều. Nói tương đối thôi. Anh có thể thay đổi được một chút xíu với em không ạ? Em biết không, anh nói từ đầu rồi, đây là chương trình talk show ha. Anh thích lên đây là để anh nói. Còn bình thường á, cứ nói nhiều vậy anh đâu còn đủ sức để anh nói. Anh sắp khang cổ rồi, em nghe giọng của anh mà. Đúng không? Dạ. Nhưng mà mình lên đây mình phải nói chuyện thì buộc lòng mình phải nói. Nhưng mà cách nói chuyện của mình làm sao để cuốn hút người khác nghe. Đúng rồi. Bên cạnh đó không thể nào trong câu văn của mình có dấp dáp từ ngữ được. Đó là mình phải luyện tập, hiểu không? Còn bình thường người nói nhiều hay không á thì em phải tiếp xúc rồi em mới biết người ta nói nhiều hay không. Dạ. Đúng không em? Dạ. Rồi hết thời gian, thôi vậy thôi. Bằng hai bạn để tay vào nút tỏ đi. Nói nhiều thôi, rất là lãng mạn, thấy chưa? Có tặng hoa, đồ rất là nghiêm chỉnh. Khó tìm người này lắm nha. Tím nha, da dẻ mịn màng, tướng tá đẹp trai. Suy nghĩ kỹ nha. Ui, tôi thấy được lắm rồi đó. Nói nhiều kệ, mình lấy bông gòn nhét vào tay em. Lúc nào anh cần nghe mình mở ra. Em suốt ngày ngồi vậy nó buồn lắm, để người ta nói cho nó vui. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Trời ơi tôi lo lắm thiệt á. Lo bên kia không bấm đâu mà. Không, nói sao nói nhiều quá vậy mà em bấm gì em? Không bấm. Thêm anh có thay đổi gì không ạ? Không thay đổi thì anh nghĩ là thế này là vui rồi. Vậy là em mất cơ hội rồi. Không anh thật sự là chúc mừng hai em đấy. Dạ. Bạn trai rất là dễ thương, rất là hài hước. Cảm ơn anh. Trong thời buổi này đôi khi cuộc sống nó bộn bề, nó đủ thứ lo toan hết trơn á. Dạ. Mình phải có những cái niềm vui như vậy, có những lúc hài hước như vậy để nó bớt đi nỗi buồn. Đâu phải mình nói như vậy trong tâm mình như vậy đâu, đúng không bạn ha? Dạ. Tôi nghĩ rằng bạn đã tìm đúng người rồi đấy. Dạ. Bữa nào đám cưới nhớ mời tôi nha. Dạ. Mình một cái khoảng thời gian rồi, trong khoảng thời gian đó mình phải xuống được bao nhiêu cân? Ví dụ như em tập thể dục 3 tháng thì em sẽ ra 2 tuần em ăn kiêng. Chị ngưỡng mộ em quá, chị là từ cái thời chị còn có gái đến bây giờ là lúc nào chị cũng tròn như vậy. Mà chị chỉ muốn xuống có 4 kg thôi mà 18 năm nay chị chưa bao giờ làm được điều đó. Chị không thể nào như vậy mà một ngày ăn một trái táo thì thà chị chết còn hơn em mà. Ồ em hay quá. Bạn tên là gì? Em tên là Vũ. Vũ. Mấy tuổi? Em năm nay là vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi, làm nghề gì? Em là nhân viên kế toán anh. À dữ rồi nha. Rồi chúng ta xem thử bạn gái bên kia tên gì, làm nghề gì. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là gì? Dạ em tên là Trang, năm nay em 22 tuổi, em đến từ Bình Dương, hiện đang là sinh viên. Hình này em á hả Trang? Dạ. Chị ngưỡng mộ em quá. Để một lát nữa chị hỏi coi bên kia có thích mẫu người lý tưởng giống vậy không nha. Chị cho coi hình trước khi coi mặt. Dạ. Em ăn nhiều lắm hả? Gì vậy? Tự nhiên hỏi ta nhiều á. Kệ tôi, tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Em ăn nhiều lắm hả? Dạ, ngày ba cử, mỗi cử 2 tô. Trời ơi. Hiểu hình thể bên kia thì sao rồi á. Em nghe em thấy sao? Cảm giác sao? Em tự nhủ trong lòng là mình cố gắng đừng có hụt hẫng nha. Hụt hẫng nha. Bên kia ăn cử 2 tô đó. Bên kia là ăn một ngày 3 bữa, mỗi bữa 2 tô thì em một ngày 2 bữa, mỗi bữa 3 tô cũng quệ. Em ơi mà chị tò mò lắm, chị muốn hỏi cắt ngang cái là em cái mẫu người lý tưởng, bạn gái của lý tưởng của em là sao em? Em không có một bạn gái cụ thể gì ơi. Em nhìn thấy em thích là được à. Dạ, em có thích người mập không? Chị hỏi khó quá, chị hỏi câu hỏi vậy 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 hơn xíu. Vậy để chị hỏi bên đây bên kia nghe nha. Em nhiêu ký vậy em? Dạ, lúc đó là em
86 kg. Hiện tại em ơi, đây hiện tại, hiện tại trời được rồi, chưa ra trường cầm đi. Để anh coi trước, chị người nước ngoài đứng kế bên mà thấy chị nhỏ bé quá nè, tặng em luôn được không? Được không? Bạn gái tương lai đó. Em trả chị vậy ơi. Đây chị coi luôn coi, không xin nhê gì. Em là chị thấy em là to lắm rồi đó, nhưng mà đối với bên đây là không xin nhê gì. Em thấy em cũng nhỏ con rồi chị. Không, to em, to đối với chị. Em nhỏ con, nhỏ đối với bạn ấy. Giờ tôi hỏi mập có chịu không? Em nhiêu ký? Anh chín. À không, mà nếu cân trong tuần này thì 92 rồi. Nghe được rồi, bên này có 86 à. Này chắc cũng ăn dữ lắm. Thích ăn, thích ăn hả? Sở thích là cái gì nữa? À, em chỉ thích ăn hả? Sở thích ăn thôi hả? Tôi hiểu tại sao bà ế rồi. Em làm sao mà tưởng vậy mà ra được như vậy? Dạ chắc là tại vì hồi xưa, hồi đó em còn mập á, không ai thích chơi với em hết, cho nên em ghét ốm là chơi. Nhưng mà em làm cách nào để em xuống ký nhanh vậy? Em tập thể dục với lại em ăn kiêng, ngày em ăn một trái táo. Một ngày ăn một trái táo thôi? Dạ. Ăn bao nhiêu ngày như vậy? Dạ em tự ra cho mình một cái khoảng thời gian, rồi trong khoảng thời gian đó mình phải xuống được bao nhiêu cân. Ví dụ như em tập thể dục 3 tháng thì em sẽ ra 2 tuần em ăn kiêng. Trời ơi, chị ngưỡng mộ em quá. Chị là từ cái thời chị còn có gái đến bây giờ là lúc nào chị cũng tròn như vậy, mà chị chỉ muốn xuống có 4 kg thôi, mà 18 năm nay chị chưa bao giờ làm được điều đó. Chị không thể nào như vậy mà một ngày ăn một cái táo là chị, thà chị chết còn hơn em à. Ủa em hay quá. Chị là em không có kiên nhẫn rồi. Bởi vậy người con gái như vậy mới là hay, rất là kiên nhẫn ha. Nhưng mà bây giờ em đẹp rồi, tại sao em vẫn ế? Dạ có lẽ là tại do hồi trước á, người ta hay chọc ghẹo em á, rồi em mỗi lần mà em đi ra đường là em hay làm mặt nghiêm mặt ngầu để cho đừng có chọc ghẹo em, cho nên bây giờ thành một cái thói quen, cho nên ai nhìn cũng sợ, rồi chắc cũng nghĩ là con này thì dễ gì mà chưa có người yêu. Sao mình không cua là người ta? Thì hiện tại là giờ đang đi cô trai công khai trên TV nè. Thấy chưa, sợ chưa? Chuẩn bị bạn bị cua nha. À, bạn thấy sao? Em cũng muốn cái vinh dự đó mà không biết được không. Nếu như một người gái mà người ta đi tìm đến mình trước, người ta gọi là thổ lộ tình yêu mình trước, bạn nghĩ sao? Bình thường thôi anh, đâu có vấn đề gì. Đây là thời buổi bình đẳng mà. Tôi nghĩ rằng bạn chắc đã trải qua rất là nhiều mối tình rồi. 10 ngón tay đếm đủ. 10 mối tình rồi. Trời ơi, sao yêu nhiều dữ vậy? Nhưng mà tiêu chuẩn người phụ nữ của em, tiêu chuẩn mà để em yêu được á, người đó phải năng động, có cá tính, dám nghĩ dám làm. Rồi em không thích gì người phụ nữ? Thì cái phụ nữ là em thích à? Không thích những gì là ở phụ nữ. Chua ngoa, đanh đá, điệu, nói xấu sau lưng người khác. Bên đây có đủ luôn á. Chỉ cần vậy thôi. Mẫu người lý tưởng của em là sao? Dạ trước tiên là cỡ em trở lên cái đã. Cỡ em là cỡ gì? Khoảng 1m7. Rồi. Không hút thuốc, không hút lá, không hút thuốc lào gì hết á. Nói chung là em thích người đồng tính chút xíu. Ông bên kia có vẻ hơi náo nhiệt. Náo nhiệt quá, ok. Em đàn áp cũng đồng tính à. Vậy theo bạn thì ưu điểm của bạn là gì? Em không có khuyết điểm. Ưu điểm? Dạ em không có khuyết điểm. Dạ ưu điểm của em có khuyết điểm. Tự tin quá. Tức là không. Bạn có thể rất cụ thể một ưu điểm của bạn là gì? Em rất là ngoan. Rất là ngoan. Dạ em rất là ngoan. Ngoan thiệt không? Thiệt. Ngoan mà 10 mối tình. Ủa số lượng mối tình đâu có thể hiện được em sự em ngoan không ngoan đâu. Không hút thuốc, em không rượu chè, em không cờ bạc, em không trai gái, vậy em thêm ngoan rồi. Nhưng mà bây giờ nè, anh hỏi em nè. Bên đây á là anh thấy rằng ưu điểm không, bây giờ không có khuyết điểm nào hết trơn á. Em có thích những cái người có ưu điểm không không? Dạ, dạ không. Tại sao? Nó ưu điểm không mà lấy gì không thích? Tại vì ai biết được ưu điểm đó, nhiều khi em không thích làm sao. Sở thích của em về người bạn trai của mình là gì? Nói chung là nhìn phong cách thì có cái gì đó làm cho em nể, chứ không phải là em sợ. Qua cách nói chuyện bên kia nói em có nể chưa? Dạ chưa thấy gì nhiều hết. Chưa có thấy gì hết ha? Dạ. Anh nghĩ rằng một chút em sẽ thấy. Rồi. Anh thấy bên kia rồi đó. Bên kia được lắm. Hình như hợp với em á. Thôi đó. Em nghĩ là cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Coi coi chiều cao với lại là cân nặng hơi quan trọng lắm. Cặp này hơi nặng ký. Rồi, bạn kéo lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau và nói chuyện với nhau. Thì em về em chỉ cho ta bí quyết ăn kiêng giống như em vậy đó. Mỗi ngày ăn cái táo thôi. Đó. Dạ, chào anh. Chào em.
Anh chỉ muốn biết là cảm giác đầu tiên khi em nhìn thấy anh như thế nào thôi. Giống Doraemon á. Khoan anh, anh muốn hỏi giống Doraemon là cái thể hình hay không mà. Hết luôn. Trời mất kiến rồi. Nói chung là ấn tượng ban đầu thì không có gì gọi, đối với anh không có gì xấu hết. Nhưng mà chủ yếu là em thì em thích một người có chiều sâu về tâm hồn. À, bây giờ thì anh nói vậy. À, nếu anh với em đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý tìm hiểu nhau thì anh có thể nói tính tình của anh là anh vui những lúc anh cần vui và anh buồn những lúc anh cần buồn. Anh đảm bảo với em là anh có thể thông cảm với cái chiều sâu em muốn nói. Anh còn gì hỏi em nữa không? À, anh không có gì để hỏi. Nếu hỏi quan nha. Trọng cảm xúc thích là được rồi. Em hỏi nha. Ừ. Em biết hát không? Biết hát thì anh biết hát rồi đó, mà quan trọng là không biết có khán giả nào chịu nghe anh hát không thôi. Vậy hả? Em thì thích có người tặng em bài hát lắm mà. Bây giờ em muốn hát bài gì em kể anh nghe thử coi anh biết hát được không? Thôi thì người tặng thì tặng đi, còn người nghe tới cảm nhận sau. Đúng rồi, có 2 phút mà còn đọc danh sách bài hát nữa, hết giờ hát rồi, lẹ đi. Anh hát tôi vô tôi hát à. Ba thương con, bị con anh. Giống mẹ. Mẹ thương con, bị con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gặp nhau là rồi. Cái khả năng của anh là có thể làm bất cứ những yêu cầu nào người khác. Trên trời dưới đất tôi chưa thấy ai đi cô gái hát bài cha bài ba bình thường. Đó là chị đọc tâm ca quyền của em. Đó giờ mới của mình ông á. Em thích vậy. Thôi hết giờ rồi. Thôi thôi. Hai người thấy hợp à. Hợp nhiều thứ lắm mà. Mời các bạn để tay vào nút. Nút phía sau. Lanh lắm mà, tự tìm nút đi. Sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta nhấn nút và ngược lại. Chúng ta không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Chuẩn bị, đếm luôn đi. 1 2 3 3 Rồi đó, tự làm việc luôn đi. Trải qua 10 mối tình rồi mà. Thứ 11 đó ráng đi. Đừng có để ruột khỏi tay đó nha. Số 11 đẹp mà. Bạn gái nghĩ gì về chàng trai kế bên mình? Đầu tiên thì em nghĩ là anh này đàng hoàng. Sao biết đàng hoàng? Không, em có mắt nhìn lắm chị. Thấy cũng được. Thấy anh Linh đàng hoàng không? Không. Không. Ta đọc thằng ông luôn đó ông. Nắm tay nhau được không? Sao em? Đó, trâu đi tìm cột hay là cột đi tìm trâu? Dạ. Ông nói nhiều khi ẩn ý, ông mới tìm ẩn quá giống như gà ẩn tìm mình không hiểu được luôn. Thì đó, ta hay đưa lên trend ở trên Facebook với lại TikTok á, ta nói là đàn phụ nữ sợ đàn ông chỉ 2 điều thôi. Một là vũ phu, 2 là vũ nữ. Không biết phải hay không? Vậy mình là mình có 2 cái đó không? Có là mệt à? Dạ, vũ phu thì em không có rồi, tại vì em rất là hiền. Ừ, đúng rồi. Chắc chị nhìn em gì cũng biết là em hiền như thế nào rồi. Còn vũ nữ? Còn vũ nữ thì rõ ràng là không có, khẳng không định luôn. Không có luôn, dạ, vậy em khẳng định luôn là em không có 2 cái đó luôn. Dạ, không có. Men mà, ta dạ, có con trai rồi mà. Rồi em nãy giờ em có nghe cái tâm sự của Liên bên đây không? Dạ, thì nghe. Đó, Liên mong muốn có một người đàn ông như vậy thì em cảm thấy là em có bao nhiêu phần trăm trong cái mong mỏi của Liên? Em có hơn 100% á. Hơn 100% luôn? Dạ. Wow. Vậy thôi, về sẵn đài vậy em nói luôn cái mong mỏi của em đi để coi Liên có bao nhiêu phần trăm. Dạ, thì cũng một lần mình lỡ rồi trong cái hôn nhân. Thì tiếp tới cái mình đi một bước nữa thì mình cũng đắn đo, cũng suy nghĩ về cái nhiều cái yếu tố liên quan. Và cũng trong cái chọn lựa sắp tới thì mình cũng mong muốn là tìm được một cái người bạn nữ, một cái người mà cũng lo quán xuyến được cái việc gia đình. Tại vì ngay từ xưa thì mình cũng nghĩ là cái chuyện mà kinh tế chính trong gia đình thì người đàn ông làm hả, thì em nghĩ là mình có thể làm được chuyện đó. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Nguyên Linh, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người. Xin chào. Dạ, em là Bích Liên, em đến từ Quảng Nam và hôm nay là em vào là ngày hôm qua và hôm nay có mặt tại đây. Tên gì em? Em vẫn ở Quảng Nam hả? Dạ. Bích Liên. Dạ, em là Bích Liên ạ. Bích Liên. Đã đến từ Quảng Nam mới vô hôm qua. Dạ, em vô tối hôm qua, em vô lúc tới nơi là khoảng tầm 11 giờ đêm. Vậy đó hả? Dạ. Em làm gì Liên? Dạ, công việc của em là làm đẹp cho các ngôi nhà, em bán hoa phong lan. Em bán hoa phong lan hả? Dạ. À, dạ. Hoa phong lan hả? Dạ, hoa phong lan cây cảnh. Cây cảnh. Bán hoa ha. Được rồi. Anh trai. Dạ, em mình cho nhà gái nghe đi. Em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia. Chào đại diện hai bên gia đình và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Minh Hậu.
sinh năm 1975. Hiện em làm giám đốc công ty phân phối cho một nhãn hàng chăm sóc ô tô của Đức tại Việt Nam. À, ở đâu? Dạ, ở quận Bình Tân. Bình Tân ở Hậu hả? Dạ. Quê Hậu ở đâu? Dạ, em sinh ra ở Quảng Nam luôn ạ. Quảng Nam, Đà Nẵng. Dạ. Vậy đó hả? Quê. Trời, hay vậy ta, cùng quê. Liên, Liên năm nay Liên nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay là 39, là em sinh năm 82 á. Mấy? Em sinh năm mấy? 82. 82, dạ. Ồ, anh kia là 75. Dạ. Mình cũng thua cũng đâu 7 tuổi hả? Tuổi tác ăn thua gì, tình yêu mới là chính chứ. Trời ơi, người ta 72, 27 còn được mà. Trời ơi, ông mốm này ông khó khăn quá thiệt á. Chắc tôi câm họng từ đây cho tới lúc mà hai người này cặp nhau quá. Nói nghe nè. Nói nghe nè, em có rung không? Bên nhà gái tôi đang rung ông nội ơi. Gì đâu, đừng có đàn áp nữa. Thoải mái lên đi, dạ, rung gì đâu. Cũng có hơi rung, bởi vì nó cũng giống như là mình mới lớn, mới yêu lại. Lại, thời tiết cũng thay đổi nha. Dạ, ở Quảng Nam hiện tại đang rất là lạnh, trời mưa lạnh nữa. Mà vào đây thì thực sự là thấy rất là ấm áp. Sài Gòn đúng là đẹp. Ấm áp đúng không? Dạ. Rồi em, bây giờ em nói luôn cho bên đó cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, dạ em xin bộc bạch là cái điểm mạnh của em á, là em là một người phụ nữ của gia đình. Nói chung là em rất là dễ hòa nhập với cái môi trường. Ví dụ như trong công việc thì em rất là chuyên tâm vào công việc. Còn khi nào mà hết công việc rồi thì mình về với gia đình đó thì mình là một người phụ nữ của gia đình. Em nấu ăn rất là giỏi. Nói chung là công việc nào em cũng có thể làm được. Dạ. Rồi còn cái điểm yếu của mình thì điểm sao? Yếu của em á thì em thấy là ví dụ như là em cũng hơi nóng tính một tí. Ví dụ cái gì mà em không thích là em hay nói thẳng ra. Nhưng mà dạ em nói ra là thôi chứ còn không có địa bụng. Em cũng ít giận gì ai, bởi vì thực sự là mình nghĩ là mình luôn dĩ hòa với quý. Dạ rồi em trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu cho mình cho bên Liên nghe đi. Dạ em thì chững chạc, biết ứng xử với tất cả các mối quan hệ trong xã hội và gia đình. Có khả năng xử lý tất cả những cái khó khăn đến với mình trong công việc cũng như trong nội tâm, chuyển hóa những cái buồn phiền, những cái khổ não. Hay quá. Dạ. Và làm việc thì rất là hệ thống và có hiệu quả. Làm việc mà sếp của một hãng ô tô là dữ lắm mà, giỏi à. Dạ. Còn điểm yếu của em thì em cũng có lẽ là mình đôi lúc là mình cảm thấy mình thật thà quá và mình cũng dễ tin người quá. Và cũng hơi dễ mũi lòng nếu mà ai đó năn nỉ mình. Dạ. À, đó là điểm yếu đó hả? Dạ. Thôi. Đà, nhà gái cho nhà trai biết có mấy mối tình rồi. Có mấy mối tình rồi. Dạ. Em từ trước giờ là có hai mối tình, nhưng mà một mối tình là yêu chính thức, còn một mối tình là người ta đang tìm hiểu em thôi. Nhưng mà em cảm thấy không hợp cho nên em không có đồng ý. Cái mối tình dài nhất của em? Mối tình dài nhất của em là 2 năm. 2 năm? Dạ, nhưng mà tụi em chia tay bởi vì bạn ấy nhỏ tuổi hơn em. Bởi vì dù gì thì em cần một người trưởng thành, một người biết là người đàn ông của gia đình và biết chia sẻ với em. Mối tình mới đây là em chia tay bao lâu rồi? Dạ không phải gọi là mối tình, có nghĩa là em đang trong cái người ta tìm hiểu em á. Nhưng mà em thấy không hợp cho nên em không có cho cơ hội được. Dạ. Như vậy là bao lâu rồi? Dạ được 4 tháng rồi. À 4 tháng nay rồi. Dạ. Ủa là mối tình nào sâu sắc nhất em? Dạ mối tình 2 năm là sâu sắc anh. Sâu sắc là như thế nào? Dạ thì tụi em yêu nhau. Dạ nhưng mà do là không có hợp tuổi với lại... Không phải tuổi, đây là bạn ấy nhỏ hơn em. Có đăng ký kết hôn gì chưa? Dạ không anh. Chưa, người ấy nhỏ tuổi hơn. Dạ. Là cô, bạn Liên thì muốn một cái người trưởng thành và gọi là vững vững vàng đúng không? Dạ. Như là, Nhưng mà sao trong hồ sơ lại có thông tin là đã ly dị rồi em? Dạ, em đã ly hôn cách đây 10 năm rồi anh. Đó. Em đã từng ly hôn. Mình phải cho bên đây biết dạ. luôn. Dạ. Tức là em ly hôn cách đây 10 năm rồi. Dạ. Em ly hôn cách đây 10 năm.
Em được một cháu gái năm nay 14 tuổi ở với em và một cháu trai 12 tuổi đang ở với ba. Tức là hai người con đúng không em? Dạ. Con cũng lớn rồi. Dạ. Hiểu rồi, có là trong quá trình 10 năm ly hôn đó là em có hai mối tình đúng không? Dạ. Hiểu rồi. Và bây giờ là coi như 4 tháng nay là mình đã không có một cái, nói chung là cái mối tình sau cũng không phải ta đeo. Dạ dạ dạ, đó mình là không người có ta xếp vô đúng không? Ok, nhà trai ơi. Dạ. Nhà trai có thể chia sẻ tình duyên về cái tình duyên của mình được không? Dạ, em thì cũng đã có gia đình và ly hôn rồi chị. Lâu chưa em? Dạ, khoảng gần 1 năm vậy, ly hôn gần 1 năm. Ồ. Dạ. Mấy cháu rồi? Dạ, có một cháu trai hiện tại đang ở với mẹ. Ở với mẹ? Dạ. Rồi em hiện nay ở với ai? Em ở một mình ạ. Một mình? Dạ. Ở nhà riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. À. Dạ. Ở nhà riêng ở Hồ Chí Minh sao không đón con về ở chung? Dạ thì nguyện vọng của con thì muốn ở với mẹ. Thì tạm thời thì vẫn để cho con ở với mẹ. Rồi như vậy là cả hai cũng đã lỡ những cái chuyến đò tình yêu. Chúng ta sẽ trao đổi với nhau để tìm hiểu nhau, biết đâu chúng ta lại cùng đi chung một chuyến đò tiếp theo, và những chuyến đò này sẽ là chuyến đò mãi mãi nha. Liên Ngọc, vậy giờ em nghĩ là bây giờ cái người đàn ông gọi là cái mảnh ghép của em sau này sẽ như thế nào? Dạ. Thật sự bây giờ em mong muốn là có một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông của gia đình, vợ chồng là luôn lắng nghe và chia sẻ và thay đổi, chứ không phải là lắng nghe để mà để đó. Dạ. Cái nguyên nhân mình ly hôn là chắc có lẽ là do không hợp. Dạ, tụi em không hợp. Với lại anh ấy có chịu lắng nghe em không? Dạ không. Trước đó thì có thể là do tuổi đời của em cũng còn trẻ, em chưa hiểu biết nhiều lắm. Nhờ vợ chồng em không có tiếng nói chung, với lại em thích người đàn ông là phải là nhẹ nhàng nhưng mà vẫn có sự ấm áp ở trong đó. Ví dụ như vợ chồng là phải chia sẻ tất cả mọi thứ, vừa công việc vừa những cái suy nghĩ để cho vợ chồng có thể hiểu. Và em không thích người đàn ông mà vũ phu, hoặc là có những lời em nói sợ những người đàn ông vũ phu đúng không? Bởi vì trước đây cái cuộc hôn nhân của em á, chồng bây em giờ các cô gái hiện đại á, em đã từng bị như vậy đúng không? Các cô gái hiện đại ai cũng sợ chồng vũ phu, rồi sợ thêm một người chồng nữa là vũ nữ nữa. Hai đối tượng người ta sợ lắm. Hiểu không? Chồng vũ nữ là chồng gì? Là là ý anh Linh đó. Anh nói là vậy đó, hiểu không? Chứ không phải là đi làm vũ nữ. Dạ. Ông nói nhiều khi ẩn ý, ông nó tìm ẩn quá, giống như gà ẩn tìm thì mình không hiểu được vậy. Luôn. Thì đó, ta hay đưa lên trên Facebook với lại TikTok á, ta nói là đàn phụ nữ sợ đàn ông chỉ hai điều thôi, một là vũ phu, hai là vũ nữ. Không biết phải hay không. Vậy mình là mình có hai cái đó không em? Có là mà đà. Dạ, vũ phu thì em không có rồi, tại vì em rất là hiền. Ừ đúng rồi. Chắc chị nhìn em chị cũng biết là em hiền như thế nào rồi. Còn vũ nữ. Còn vũ nữ thì rõ ràng là không có, khẳng không định có luôn. Dạ. Vậy em khẳng định luôn là em không có hai cái đó luôn. Dạ không có. Mên mà, ta dạ, có con trai rồi mà. Rồi em nãy giờ em có nghe cái tâm sự của Liên bên đây không? Dạ. Thì có nghe đó, Liên mong muốn có một người đàn ông như vậy, thì em cảm thấy là em có bao nhiêu phần trăm trong cái mong mỏi của Liên? Em có hơn 100% á. Hơn 100% luôn. Dạ. Wow. Vậy thôi về sẵn đài vậy em nói luôn cái mong mỏi của em đi, để coi Liên có bao nhiêu phần trăm. Dạ. Thì cũng một lần mình lỡ rồi trong cái hôn nhân, thì tiếp tới cái mình đi một bước nữa thì mình cũng đắn đo, cũng suy nghĩ về cái nhiều cái yếu tố liên quan, và cũng trong cái chọn lựa sắp tới thì mình cũng mong muốn là tìm được một cái người bạn nữ, một cái người mà cũng lo quán xuyến được cái việc gia đình. Tại vì ngay từ xưa thì mình cũng nghĩ là cái chuyện mà kinh tế chính trong gia đình thì người đàn ông làm. Thì em nghĩ là mình có thể làm được chuyện đó, và rất mong, rất cần một cái người phụ nữ họ có thể là chăm lo được việc gia đình, việc giữa hai bên nội ngoại nọ, và có thể chia sẻ được, nói chuyện được, quan trọng nhất là chia sẻ nói chuyện được với em trong cuộc sống, những cái vấn đề mà có thể nó gặp, nó xảy ra. Như vậy cái quan trọng nhất vẫn là đối thoại với nhau một cách nhẹ nhàng,
để tìm ra cái giải pháp để xử lý những cái vấn đề có thể xảy ra. Đúng rồi. Thì cái đó là cái quan trọng nhất. Trong cuộc sống ta nên nói chuyện nhau nhẹ nhàng, đừng yeah. gây cấn với nhau. Yeah. Anh thấy giữa anh với bà mối kia hay gây cấn với nhau anh cũng khó chịu lắm. Nhẹ nhàng. Gây nha. Là ông gây không á? Trong cuộc sống. Ông gây không á? Ừ, rất là nhẹ nhàng, rất là vũ nữ. Ông tôi đề nghị ông vũ nữ giùm tôi cái đi. Nhẹ nhàng thôi nha. Ok. Rồi đây. Thấy thằng trai hiền chưa? Rất là hiền. Đây ông có thể chào em gái. Hỏi thăm bên nhà gái tôi nè. Ở Quảng Nam hả? Dạ. Em về nơi xứ Quảng ha. Dạ. Em nấu cao lầu được không? Dạ được. Em rất là giỏi về nấu ăn nhưng mà em chưa mì Quảng. Vậy là hay. Anh thấy chuyên về mì Quảng. Mì Quảng cũng được. Dạ. Cao lầu ăn cũng ngon, mì Quảng cũng dạ. ngon mà. Mì cao lầu thì đúng rất là nó ở Hậu An. Ừ. Còn em là ở ngay thành phố Tam Kỳ. Tam Kỳ luôn. Dạ còn là em chưa mì Quảng. Gà Tam dạ. Kỳ. Trời ơi. Chị đang đói bụng quá mà em nói chi vậy Liên. Dạ. Rồi vừa rồi anh đi cứu trợ Quảng dạ. Nam đó. Dạ em biết. Hả? Ăn cơm gà ngon dạ. nhớ Tam Kỳ ghê ha. Dạ. Rồi bây giờ là anh thấy bên đây một người đàn ông cũng rất là hiền lành. Dạ. À, có thể là do cái mối tình cái duyên trước họ không có hợp với nhau dạ. rồi không có duyên nợ với nhau họ chia tay thôi. Dạ. Mình đừng cũng nói chuyện đó nữa giống như em vậy ha. Dạ. Bây giờ mình gặp lại nhau để mình cùng bàn luận sao cho mình gọi là cùng bên nhau suốt cuộc đời thì được. Dạ. Nhưng thấy có cái này khó nè. Dạ. Anh ở lúc ở trong miền Nam, dạ. em ở Quảng Nam, Quảng Nam. Dạ. Cũng hai chữ Nam mà sao nó xa quá, dạ. xa quá. Dạ không sao, bởi vì em cũng đã xác định tư tưởng rồi. Cái vấn đề mà bạn đời của em ở đâu thì em có thể đi đó. Trời ơi, khỏe vậy em. Bởi vì công việc của em thì có ở đâu cũng có thể làm được. À, dạ. Đúng rồi. Ở nhà riêng đúng không? Dạ. Có nhà riêng đúng không? Dạ. Ở mình đúng không? Dạ. Rồi khỏe. Cái nhà đó trồng lan được không em? Ờ, chắc chỉ treo thôi à, chứ không treo có trồng thôi, được. Không trồng được. Dạ. Không có đất đúng không? Dạ không có đất. Nhà ở trên trời. Ờ à, nhưng mà ban công thôi, dạ, trồng dạ. được chứ em. Dạ treo trời thôi. Ơi. Nhưng mà trồng em có thích vợ em làm cái nghề gọi là trồng lan bán lan không? Ờ... nghề đó hot không? Em thì cũng không có quá quan trọng về vợ làm cái nghề gì. Mà cái nghề gọi là nó không có vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật là được rồi. Và cái nghề làm đẹp cho đời thì nó cũng là tốt thôi. Đâu có, em không nặng cái chuyện đó. Nghề lan hot lắm á, lan đột biến là giá mắc lắm á, đừng lo. Dạ em không có kinh doanh cái mặt hàng đột biến. À. Dạ em chỉ có lan là được em. Dạ. Đừng có kinh doanh đẹp luôn là nó buồn lắm. Thôi bây giờ mình hỏi cái người thân đi. Hỏi người thân xong rồi cho hai bên gặp mặt họ. Đúng cũng rồi. Dạ. Cũng hồi hộp lắm rồi phải không? Hồi hộp chưa? Giờ còn rung nữa không? Dạ giờ thấy rồi. Liên nha, Hậu nha. Rồi Liên đi với ai? Dạ em hôm nay em đi với bạn của em là bạn vừa học lớp mà cũng rất là thân. Và em cũng xin phép được nói luôn là hôm nay em có mặt tại đây thì em cũng rất là cảm ơn những người bạn của em đã ủng hộ em. Đâu mời bạn. Dạ đã bạn của em. Em chào Hiền Linh, chị Hồng Vân và các bạn ở trường quay ạ. Em Trang, bạn của Liên từ hồi học cũng 3 đến giờ. Em cũng người ở Quảng Nam, em cũng ở dưới Quảng Nam được từng, em vô Sài Gòn được từng. À vậy hả? Vô được một tuần. Dạ. Đúng bạn rồi. Đi vô quay nhưng mà thật ra em không có biết. Bạn nói là bạn vô vòng quay kìa, thôi em ráng mở lại thêm mấy ngày. Ồ vậy hả? Em bạn vô chơi mà. Thôi gì? Dạ. Em vô là em ở công ty anh em, công ty Á Châu Asia. Rồi em thấy nhà trai thì sao? Có hợp với bạn thân của em không? Theo cảm nghĩ thật của mình nha, tại vì mình chơi bạn mình hiểu tính. Bạn á, mình là bằng tuổi Liên, bạn này là bằng tuổi chồng mình, y chồng mình luôn. Nói chung là hợp. Hợp. Vậy phong thủy là hợp phải không? Phong thủy rất là hợp luôn, nam tương sinh luôn. Nhưng mà vấn đề bạn của em á, là anh phải hiểu thế này nè. Bạn em rất là hoàn cảnh, thật ra bạn em hoàn cảnh á. Nhưng bạn em cực kỳ lanh, sống ở nào cũng sống được hết. Bạn có thể làm nghề gì bạn cũng sống được hết. Nhưng mà do bạn có hoàn cảnh như thế bạn khó khăn á, bạn không có được những cái cơ hội để bạn vươn lên thôi. Chứ bạn em rất là lanh. Nhưng bạn em là người phụ nữ của gia đình đó, rất là giỏi trong vấn đề nấu ăn. Còn ví dụ như mà anh thích bạn em sống ở đâu thì bạn em vẫn sống được. Vì bạn em là người không có sự gò bó của gia đình, chỉ có một đứa con đi đâu là lo đi đó thôi. Cái này là em nói thật, cái gì không? Là bạn tính em nói thật. Con dạ. gái đúng dạ. không? Con dạ. gái dễ thương giống mẹ không? Đẹp dạ. mẹ không? Con gái em là năm nay 14 tuổi. Hôm nay em được em đi là con em rất là ủng hộ luôn. Con em cũng suy nghĩ rất là thoáng. Con em luôn nói là muốn em tìm được một người nào đó mà thương yêu em,
và chăm sóc cho em. Còn em có hỏi con là con có đồng ý cho mẹ có chồng không á, thì nó đồng ý. Hôm nay đi á thì nó có nhắn tin hỏi. Nhưng mà không dẫn đi theo. Dạ, tại vì đang thi. Rồi, ok. Giờ em thấy hai người hợp đúng không? Em thấy hai người rất là hợp. Nhưng mà bạn em có một cái nhược điểm là bạn em cũng giống em, nóng tính. Cho nên không thích là cứ nói thẳng. Nhưng mà khi mình nói thẳng ra rồi thôi là mình không có bỏ bụng. Cho nên anh phải, em nghĩ anh là một người giống chồng em á. Cho nên anh cũng bị tha giống chồng em, cũng rất là dịu dàng và nhẹ nhàng giống như chồng em. Mình nghĩ là vậy đó. Đúng rồi, anh này là thấy là ấm áp nè. Rồi, hiền, nói chung là hiền. Cảm ơn anh gái. Hậu đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với đại gia đình cũng đông á, 10 người luôn. Gia đình em á. Trời. Mà đặc biệt là có bố em từ trên quê xuống. À, có ba của Hậu nữa hả? Từ trên Đắk Lắk xuống. À. Rồi, xin chào đại gia đình của Hậu. Trời ơi, thiệt á, chào đại gia đình luôn, cảm ơn đại gia đình rất nhiều luôn ạ. Rồi, xin chào bác. Chào Quyền Linh. Dạ. Dạ, chào tất cả mọi người. Chào cháu Liên. Dạ, con chào bác. Người ta thường nói bao nhiêu tình yêu cũng dồn về cho một mối. Mà mối đó là mối gì? Là tình yêu đôi lứa. Thì có tình yêu đôi lứa mới nảy sinh ra xã hội này. Thì cái đầu tiên chúng tôi đến đây là thay mặt cho gia đình là bố của Hậu xin gửi lời chào đến chương trình đã tạo cho đại gia đình chúng tôi và cùng như tất cả được hiện diện hôm nay tại đây. Và cái mà tôi mong mỏi nhất là trong cái mang đến cho chương trình và mang đến cho cuộc gặp hôm nay là một cái tình yêu thiêng liêng bao gồm mọi tình yêu. Mà trong cái tình yêu đó là có cái tình yêu nam nữ là đặc biệt nhất, riêng đến hôn nhân. Mà hôn nhân á thì là có cái hai chữ là tình duyên và nợ, tình nợ. Thì cái duyên thì tôi nghĩ là hôm nay đã có rồi đấy. Còn lại cái nợ ấy thì tôi chỉ chia sẻ một chút là để nhường lại cho hai con có cơ hội của giờ phút này để tìm hiểu và nhận biết nhau, mình là có nợ với nhau. Thì sau đó mấy con phải cố gắng ổn định tinh thần và nhấn nút đi con. Trời ơi. Bác nay nhiêu tuổi rồi bác? Bác nay nhiêu tuổi rồi? Dạ tôi hả? Dạ. Dạ tôi 78. Trời ơi. Nhìn bác cũng trẻ hơn con luôn á. Con bác nói hay quá, bác nói bác hay quá. Dạ. Rồi cảm ơn bác từ Đắk Lắk xuống luôn á. Mốt con ra Đắk Lắk rồi đó. Món bày Đắk Lắk. Rồi bây giờ thì chúng ta đã nghe ý kiến người thân rồi. Mình mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Rồi tặng quà đi. Tặng quà đi đó. Quà. Lấy luôn cái bình nó tặng luôn cũng được. Bỏ cái này giùm em. Anh tặng quà cho em. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh nè. Giờ nhận qua nhận lại trước nè đó. Rồi đó. Dạ, cái món quà của em này là tự tay em làm. Dạ, nó sen đá nó mang cái ý nghĩa là sự kiên trì trong công việc. Và trong tình yêu thì nó có sự ý nghĩa là sự sắc sâu. Cho nên nó cũng thể hiện giống như tình cảm của em nha. Em cũng chúc anh đó là trong công việc là luôn luôn có sức khỏe, có sự kiên dũng về sự bền bỉ giống như là sen đá vậy. Còn trong tình yêu thì cũng sắc sâu giống như em. Anh cảm ơn. Dạ. Tại vì anh không phải là cái người trồng hoa hay là bán hoa. Dạ. Thành ra là anh không hiểu lắm về cái ý nghĩa. Dạ. Thì anh nghe vậy thì anh cũng rất là vui. Dạ. Thì hôm qua thì anh đi lựa hoa để tặng. Dạ. Mà anh thấy đây là cái giỏ hoa nó đẹp nhất ở trong cái tiệm đó. Dạ. Thì thành ra là anh đặt mua cái giỏ này. Dạ. Hy vọng là em cũng thích cái giỏ đó. Dạ. Em có biết ý nghĩa của giỏ hoa này không? Em nhìn em nói. Dạ thì
trong này có hoa hồng là hoa tự nhiên, còn cái này là cái này có tên là hoa vũ nữ, nó thuộc dòng hoa phong lan. Em cũng quán dòng này đi. Dạ, phong lan thì nó có tượng trưng nó rất là bền, là một cái loại hoa có sức sống rất là mãnh liệt. Dạ, chắc em nghĩ là anh cũng dành cho em như vậy thôi. Còn hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu rồi. Dạ, em để hoa bên này, anh còn phần quà nữa. Dạ, em bỏ trong bông đi, đưa cho anh cái hộp luôn nè. Để đây. Để đây. Đó, em gỡ cái hộp đi. Đây. Dạ, anh giúp em. Hộp cái hộp nữa đó. Anh còn một cái phần quà nữa để tặng cho em. Dạ. Em mở ra quà ra luôn nè. Để anh mở ra. Em giữ cho anh. Dạ. Tặng quà cho cái ham. Có người đi Hà Nội. Tại vì thấy quà gì trơn. Hoa đó. Nó xinh, nó đẹp, nhưng mà vài bữa rồi nó cũng sẽ héo. Còn cái quà này thì anh nghĩ là em có thể giữ làm lưu niệm lâu được. Cho nên anh đi tìm mấy ngày mới được cái quà này. Cũng có công phu lắm mà. Có ngày. Ở đây nó có cái chữ là Happy Time. Thì tiếng Việt nó là chúc mừng cái ngày mình gặp nhau, cái ngày hạnh phúc, vui vẻ. Thì cái ngày hôm nay thì anh không biết trước là thế nào, nhưng đối với anh đó là cái ngày hạnh phúc và cái ngày vui vẻ. Cho nên anh chọn, và nó có đề ngày ở trong này luôn, ngày 9 tháng 1 năm 2021. Thì anh tặng cho em. Dạ rồi, em cảm ơn. Đó, có đứa gái có sẵn rồi, giờ kiếm đứa trai nữa là đủ. Dạ, em cũng thích có em bé mà. Thì đó, giờ kiếm đứa trai nữa. Dạ. Bên đây đó. Rồi, bây giờ về chỗ ngồi đi các bạn. Nào, chàng trai có ngỏ ý muốn tặng cho bạn gái bài hát và tự đàn luôn. Đây. Nào, coi như là... Dạ, đúng sở thích của em luôn. Bởi vì bình thường là em cũng hay đi văn nghệ cho câu lạc bộ Hoa Lan của chỗ em á. Là mấy anh thường thường là đến đàn cho em hát. Dạ, anh hát trước, họ đàn cho em hát. Anh tặng em và tất cả quý vị trong khán phòng hôm nay một bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Có cái tựa là Lối Nhỏ Vào Đời. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây. Đời em là bình minh rực cháy, đời em là hạnh phúc tràn đầy. Đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi vu. Đời em là tình yêu bỗng cháy, anh đã cho em mùa xuân này, anh đã cho em mùa xuân. Hay quá. Wow. Nó bấm nút luôn đi, tôi là tôi bấm liền rồi đó. Hay quá. Đấy. Bây giờ hậu đàn cho Liên hát rồi mới rồi, hay. Ơi, đúng rồi đó, hậu đàn cho Liên hát thử. Dạ. Em hát hay quá rồi hậu. Liên. Dạ, hôm nay đến với chương trình và em xin được gửi một bài hát mang cái mang đậm cái quê hương của em. Đó là bài Yêu Cái Mạn Mà của nhạc sĩ Trần Quý Sơn. Anh có thể đánh đàn cho em hát được không? Hay là em tự hát? Thôi em tự hát. Dạ. Nói bây giờ muốn ráp giờ cũng phải tập á. Dạ. Cái chừng nha, đừng có vũ nữ. Mạnh mẽ lên nào. Em tự hát đi.
Nếu anh yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê em. Nếu anh ưa cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Người ở miền Trung không ngại mưa ngại gió. Người ở miền Trung anh về anh sẽ thương. Nếu anh yêu những chùa chiền thì về Hội An anh xem. Nếu anh ưa cây nồng cây thì về Quảng Nam ân tình. Rồi về làng em nghe mùi xôi nếm mới. Rồi về làng em làm dâu nhà anh. Hát hơi thấp đúng không? Đúng rồi, nó hơi bị tàu ngầm, hơi bị giọng rất là hay đó, mà bị tàu ngầm đúng nè. Đúng rồi, hơi thấp chút xíu. Rồi, được rồi đó, giao lưu âm nhạc xong. Bây giờ hai người cảm nhận về nhau đi. Dạ. Em có thích bài hát của anh không? Dạ, em rất là thích. Bởi vì bài hát rất có ý nghĩa và em cảm nhận được là anh dành rất là nhiều tình cảm và sự đầu tư trong cái bài hát đó. Thực ra thì anh cũng biết hát rất là nhiều bài. Nhưng mà anh cũng lựa dữ lắm. Thì có thể bài này nó không phải là cái bài hay nhất, nhưng mà cái bài nó cũng có ý nghĩa trong ngày hôm nay. Thì không biết còn gì để nói nữa. Em nghĩ là đứa nhỏ đó. Dạ. Hai người cảm nhận là gặp nhau thì có giống như là hình dung không? Có cảm thấy xuyến xoắn không? Dạ, nói chung là cái cảm nhận của em là em gặp anh nhưng mà em thấy rất là gần gũi. Em thấy rất là giống như là em gặp anh ở đâu đó rồi. Mà em cảm thấy nói chung là ở anh có sự, em có thể có sự tin tưởng. Đúng theo cái suy nghĩ của em. Còn em trai cảm nhận cô gái Quảng Nam thế nào? Thực ra thì mình cũng lớn lên, sinh ra ở Quảng Nam. Nhưng mà không phải là lớn lên nhiều ở Quảng Nam. 5 tuổi là đi theo gia đình lên Đắk Lắk và xuống Sài Gòn. Thì thỉnh thoảng cũng có về thăm quê. Thì mình cùng sinh ra ở một cái nơi, một cái miền đất thì cũng có nhiều cái điểm nó sẽ tương đồng về văn hóa. Về cái cách ứng xử ít nhiều nó cũng có. Thì và gặp gặp em hôm nay thì thấy cũng có cái quê hương ở trong đó. Nó cũng giúp cho mình cảm thấy gần gũi hơn. Gần lắm đó em. Đất Quảng Nam chưa mưa đã nắng, rượu hồng đào chưa uống đã say. Gặp nhau là đã say rồi đó. Anh cho em hỏi là bây giờ em hoàn cảnh của em bây giờ em nuôi con á, anh thấy có ngại gì không? Anh không ngại. Vì sau khi ly hôn thì cũng một trong hai người nuôi con. Đó là bình thường. Có thể là theo cái ý nguyện của con và theo cái tình cảm nữa. Thì anh không ngại về chuyện đó. Chỉ có cái mình quan tâm nhất là giữa hai đứa có gọi là có rung động, có tình cảm với nhau. Thì nó được thôi, xử lý hết, không có vấn đề gì. Rồi vấn đề giờ hẹn hò thế nào nè? Một người ở miền Nam, người ở Quảng Nam nè, cũng rối. Điều này giờ cái đó rối. Thì bây giờ cái chuyện hẹn hò thì em nghĩ là tụi em có thể nói chuyện qua Facebook hoặc Zalo để nói chuyện thường xuyên, chat với nhau để có thể hiểu hơn. Còn ví dụ vấn đề mà gặp nhau thì ví dụ em có thể sắp xếp vào hoặc anh có thể sắp xếp ra thăm em. Công việc của em thì nó cũng không có chiếm quá nhiều thời gian. Bởi vì em chủ yếu là bán online và bỏ sỉ là cho khách hàng thôi. Những cái mối sỉ mà em lấy hàng hoa ở đây là đa số là ở trong Sài Gòn. Như là em lấy hoa từ Sài Gòn. Ở Bình Dương. Về bán. Rồi, bây giờ mà cái chuyện mà hai đứa chuẩn bị cưới nhau đó. Rồi có sinh con đẻ cái gì thêm hay không? Rồi tính vào trong Nam hay không, hay là đi về Quảng Nam bạn nhau luôn đi. Hồi nãy em cũng có nói rồi đó, nếu như mà em tìm được người mà yêu thương em thì chồng em ở đâu thì em ở đó.
Đối với anh thì mình cũng chủ động được mọi thứ ở trong Sài Gòn, thành ra là nó không phải là cái vấn đề. Có thể là ví dụ như mình cưới vợ thì mình cưới về nhà mình, mình cưới về Sài Gòn ở, đó, vậy thôi. Thì dễ liền luôn ha. Còn về vấn đề sinh con thì em nghĩ là mình cũng nên có thêm một đứa con cho nó vui. Sinh con á thì hai vợ chồng á có con chung thì nó rất là tốt, rất là hay. Tuy nhiên thì anh cũng không biết nữa, tại vì mình lớn tuổi đó. Cái đó cũng phải tùy theo ý kiến của bác sĩ. Nhưng mà em có mong muốn không Mẫn? Em có mong muốn có một đứa về con mong muốn chung? Thì vẫn muốn có một đứa con. Nhưng mà ở những cái độ tuổi lớn á không sao đâu em, chuyện lo. Đó y học phát triển ở tuổi lớn hơn ta còn sinh được mà, trời ơi có gì lo đâu, đúng không? Thì em vẫn ô bình chuyện đó thôi. Có nghĩa là mình vẫn có thể là để hai cái khả năng sinh con được thì rất tốt, mà không sinh cũng không sao. Rồi vậy là khỏe rồi ha. Bây giờ là mình tiến tới mình nắm tay cô gái một cái, rồi mình nói tất cả những cái suy nghĩ của mình về cô gái đó, nắm hai tay cô gái đó nhìn thẳng vào mắt. Bước tới đi Hậu. Đó. Trời ơi, nắm hai tay nhìn thẳng vô mắt cô gái. Hai tay luôn, nhìn thẳng vô mắt cô gái. Đó, coi mình muốn nói cái gì, rút ruột, rút gan ra đi. Mình nói đi đó. Quảng Nam với nhau mà. Biết nói gì đây. Nói đi. Em nói cái cảm xúc của em khi mà em gặp cái người phụ nữ này. Cái điều em mong muốn sau cái ngày hôm nay. Có muốn uống rượu hồng đào không? Theo anh nghĩ thì cái ấn tượng ban đầu thì ổn. Tuy nhiên để mà hiểu nhau nhiều hơn thì cần phải được hẹn hò. Và có thêm thời gian. Thế thôi thì em bấm nút đi. Nhớ là em bấm thành cùng bấm chứ. Câu đó chị thấy là thực tế nhất luôn. Dạ rồi, em ghi nhận. Rồi đó, được rồi đó. Linh ơi, hai bạn nháy nhó nhau là bấm nút rồi. Thôi, thôi nói chung vai trò của mình đến đây cũng là chấm dứt rồi. Làm gì mất cỡ gì Hậu? Hả? Thấy trong lòng sao Hậu? Dạ nó cũng rung rung anh ạ, xúc động. Rung đúng không? Rung dạ. Có ba ngồi đây nha. Trời mà hôm nay là background của nhà em là quá mạnh đại rồi. Đại gia đình luôn đó. Đúng không? Rồi. Liên thì là chỉ có đơn thương độc mã một người bạn thôi, background của Hậu mạnh quá. Để tay vào nút bấm. Và làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo. Bên đây mình. Đó, đúng rồi. Nếu chúng ta cảm giác rung động, nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa manh ghép của mình, đừng ngại ngùng bấm nút. Và khi chúng ta bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với nút bấm đó nha các bạn. Bấm nút không phải đi uống cà phê, bấm nút không phải để vừa lòng một ai đó, mà chúng ta bấm nút bằng cả trái tim của mình. Chuẩn bị một, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm chậm em phải nghe một tiếng. Hậu á là đúng là nghề nghiệp á, có nghĩa là xe cộ là anh rà cho nó thiệt là trúng rồi anh có cái nút đúng rồi á, anh mới làm một cái cạch mà cũng nhẹ lắm để nó vô khớp á. Coi ghế ghiếc này kia, coi xăng cộ này kia, xong xuôi coi hết rồi, cửa đóng chưa rồi mới đề máy. Đúng rồi đó. Trời ơi, sếp của một chậm mà chắc công ty bán ô tô thì cũng mạnh mẽ lên chút xíu nha Hậu. Dạ. Rồi bây giờ chính thức trước mặt gia đình của mình, trước mặt bà con, trước mặt tất cả mọi người, mình đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi. Nắm đi em. Nắm đi. Hẹn hò thiệt rồi đó. Rồi bây giờ là mình nói với gia đình bạn gái, nói với ba, với anh chị bà con của mình, mình sẽ như thế nào nào Hậu? Kìa kìa, ba mẹ của bạn gái coi như đang ngồi coi truyền hình đó. Em nói đi. Kính thưa ba mẹ của em Liên và đại gia đình. Thì hôm nay cũng có cái duyên lành và tạo được chương trình truyền hình tạo điều kiện để gặp gỡ, tìm bạn hẹn hò. Thì bước đầu thì con cũng gọi là bước đầu tìm được bạn
là chấp nhận sự hẹn hò trong tương lai sắp tới. Và cũng con hy vọng là sẽ thành đôi. Sẽ thành đôi và sẽ mang lại cái, cái hạnh phúc cho cái người bạn gái của mình ha. Rồi. Rồi, em nói gì với bố? Ba nè, với ba nè, với dạ con chào bác, con chào đại gia đình nhà anh Hậu. Thì thật sự rất là vui và cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì buổi ngày hôm nay là con và anh Hậu đã bấm nút hẹn hò. Thì bước đầu thì hẹn hò thì con cũng hy vọng ấy là cái duyên của tụi con được gặp nhau và tụi con sẽ xây dựng một cái bước đệm thật là tốt. Nếu như mà cảm thấy mình hợp nhau thì tụi con sẽ có những cái kế hoạch đem lại cái niềm vui và cái hạnh phúc cho gia đình. Bản thân con thì một người con gái Quảng Nam thì rất là chân chất, một người phụ nữ của gia đình. Thì con cũng tự tin nhớ là nếu như mà được làm dâu của nhà bác thì con nghĩ là con sẽ con làm tốt cái ở nhà bác. Con mong là con được về nấu cho bác ăn món ăn của quê mình. Con tự tin là con sẽ làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Về Đắk Lắk đi con. Rồi xin phép ba cho tụi con hôn nhau cái. Hôn má đi Hậu. Hôn quyết liệt vô. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng đó. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vô đời đó. Vô. Gì vậy? Gì nó giống như là cái nào ôn thắng thiết là tình hữu nghị thôi. Còn đây mình là hẹn hò cho nên là mình phải đặt nụ hôn vô má của bạn gái. Gì vậy? Không được, cái này là áp má rồi. Nè. Nói như vậy nè. Đó, nó rõ ràng vậy chứ. À, đúng không? Trời ơi, cả gia đình cổ vũ cho Hậu vậy mới được chứ. Trời ơi. Trời đất ơi, thiệt tình. Không lẽ tôi đi theo mấy cặp tình yêu tôi hướng dẫn họ hoài chứ. Đi có thời gian thì đi hỗ trợ đi. Đầu tiên là Hậu với lại cái bạn hồi nãy đó. Cặp nãy đúng không? Với cặp này đúng không? Đầu tiên. Ông đi Đắk Lắk ngày mai mốt lên Đắk Lắk. Mốt đi Đắk Lắk á, mát mốt lên bắn cái chén chà. Đó, chút xíu là em phải ra em hỏi liền. Ủa, đi tai buông ra trên rồi. Đừng có về liền ngày mai đó. Ít nhất nhau. Ở đây vài bữa nữa. Hung nhau với tay ta phải nắm chặt rồi. Hung nhau một chiếc. Nó vậy với tình yêu chứ không gì đâu buông ra. Thôi được rồi, tặng quà đi.